ngủ ngon lành, không nóng người, không nổi mụn, không tim đập mạnh, không vã mồ hôi, kiểm soát cơn thèm ăn và cân nặng, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc mà phải bận tâm, lo lắng cả. Đó chính là sản phẩm Quadralin, giá thành mềm mại chỉ với 650.000, 30 liều dùng. Tác dụng của sản phẩm chống hình thành các mô mỡ mới, ngày uống 2 lần trước các bữa ăn sáng và tối. Trong 2 tuần lễ, bạn sẽ thấy bụng nhỏ bớt, người gọn gàng hơn hẳn. Sản phẩm giúp mình kiểm soát cơn thèm ăn, tỉnh táo, làm chủ bản thân dù bao tử đang khởi nghĩa vì đói. Đói nhưng vẫn rất bình tĩnh và tự chủ, có ý thức lựa chọn thức ăn, đáp ứng chế độ ăn kiêng, chứ không phải vì đói mà thèm ăn và ăn bất chấp như bình thường. Sản phẩm 100% tự nhiên, không chất kích thích, hoàn toàn lành tính, hấp thụ nhanh hơn dạng viên, vị chua ngọt của hương táo và hương xoài. Sản phẩm phù hợp với người bị tim mạch, huyết áp, dị ứng caffeine hay bị mất ngủ, phụ nữ thích giảm mỡ an toàn, không chất kích thích, người già, người béo phì, người duy trì vóc dáng, xài khỏe, đẹp. Bạn có thể sử dụng trường kỳ, tự tin thon gọn và săn chắc. Hãy gọi ngay về tổng đài 1900 2050 để được nhận tư vấn chi tiết nhé. Sản phẩm được nhập khẩu độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT 107-109, đường số 6, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân,